Hải lộ thành tích khủng của tân Miss Peace Việt Nam 2022, Trần Thị Ban Mai sinh năm 2000 đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cao 1m72 cùng số đo 3 vòng là 84-62-92. Sở hữu vẻ đẹp trong sáng, ngoại hình chuẩn và tính cách hòa đồng, thân thiện, Mỹ nhân sinh năm 2000 vừa xuất sắc trở thành tân Miss Peace Việt Nam 2022. Ngay sau khi đăng quang, thông tin về Ban Mai được nhiều người tìm kiếm, được biết Ban Mai từng đặt danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền. Người đẹp bắt đầu chơi thể thao từ năm 10 tuổi và từng giành được huy chương đồng ở bộ môn bóng chuyền. Ban Mai cũng từng là một du học sinh Việt tốt nghiệp với tấm bằng danh dự xuất sắc cao nhất chuyên ngành truyền thông và quan hệ công chúng của Đại học Fisher tại Mỹ. Cô cũng nằm trong top 12% sinh viên danh dự và xuất sắc của ngôi trường này. Ban Mai từng tạo ấn tượng với truyền thông khi làm trợ lý cho Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 kết do Nia Gray khi người đẹp này đến Việt Nam chấm thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam vào tháng 6 vừa qua. Ít ai biết rằng, dù đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ nhưng Ban Mai từng mắc phải chứng khó đọc và suy dinh dưỡng, phải mất 3 tháng để có thể học thuộc bảng chữ cái và nhận mặt chữ, cũng như chỉ có 35kg khi học hết lớp 5 mặc dù đã cao 1m60. Nói về những thành tích mà mình đã đạt được, cô cho biết, những thành tích tuy không quá lớn nhưng luôn là niềm tự hào và động lực gợi nhớ tôi về sự cố gắng cũng như nỗ lực của bản thân, với xuất phát điểm có nhiều khó khăn về thể chất cũng như trí tuệ, thay vì chấp nhận tôi đã lựa chọn sự kiên trì. Tôi nghĩ chính sự quyết tâm, Ý chí là chìa khóa giúp tôi vượt qua mọi rào cản của bản thân, can đảm theo đuổi ước mơ và đạt được điều mình mong muốn. Cũng chính vì vậy quan điểm trong cuộc sống của tôi luôn là bạn chỉ có thể thất bại khi bạn ngừng cố gắng. Tân Miss Peace Việt Nam 2022 sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm các công việc liên quan tới pháp luật. Từ nhỏ cô đã được dạy về tinh thần thượng tôn pháp luật hay tầm quan trọng của hòa bình, giá trị của sự bình đẳng, hạnh phúc cũng như ý thức được bạo lực và chiến tranh luôn là những hành động đáng lên án càng lớn lên ban mai nhận ra rằng hòa bình không chỉ đơn thuần gói gọn ở việc được sống trong một xã hội bình an và không có chiến tranh hòa bình còn cần được xuất phát trong chính gia đình tâm hồn và suy nghĩ của mỗi người bạo lực ngôn từ bạo lực gia đình và áp lực từ xã hội cũng chính là những vũ khí vô hình làm tổn thương con người cô nói thêm rằng tôi từng mặc cảm về ngoại hình tự ti về việc mình chưa đủ tốt chưa đủ giỏi bằng các bạn đồng trang lứa hòa bình nghe có vẻ là một khái niệm đơn giản nhưng có thể là một trạng thái mà con người phải theo đuổi cả đời để sở hữu để tìm được sự bình yên hạnh phúc và hòa hợp không chỉ tại môi trường mình sinh sống mà còn trong chính tâm hồn của mình với ban mai mẹ là người có sức ảnh hưởng lớn nhất với mình là một thẩm phán mỗi ngày mẹ cô đều phải đối mặt với những vụ án căng thẳng phải đưa ra những quyết định cân bằng giữa tình cảm và lý trí đó đều là các cuộc đấu tranh không hề đơn giản nhưng bà vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình không chỉ vậy bà vẫn luôn chu toàn chăm sóc cho gia đình là một người phụ nữ độc lập và bản lĩnh vì vậy bà luôn là một hình mẫu mà ban mai ngưỡng mộ và muốn trở thành